Trong số 11 bệnh nhân mới phát hiện mắc COVID-19, người lớn tuổi nhất là 69 tuổi và nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi. Sáng ngày 13 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Tĩnh cho biết ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số các bệnh nhân tại Hà Tĩnh lên 42 người. Cụ thể, tại huyện Lộc Hà ghi nhận 2 trường hợp gồm bệnh nhân TTH 69 tuổi và bệnh nhân DDH 67 tuổi, cùng ngụ tại tổ dân phố Phú Xuân. Hai người này cùng một gia đình được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc ngày 12 tháng 6. Tại huyện Hương Sơn, ghi nhận 7 trường hợp đều là thành viên trong gia đình của hai bệnh nhân đã được phát hiện mắc COVID-19 trước đó. Các bệnh nhân gồm bệnh nhân NKT 64 tuổi, HTH 60 tuổi, NNH 6 tuổi, NAD 2 tuổi, cùng ngụ tại thôn Đại Vườn, xã Sơn Phú. Các bệnh nhân TTH 50 tuổi, TVT 55 tuổi và TTV 30 tuổi, cùng ngụ tại tổ 1, xã Sơn Trường. Tại thành phố Hà Tĩnh ghi nhận 2 trường hợp gồm bệnh nhân NDQ 50 tuổi, ngụ phường Nguyễn Du và bệnh nhân NHK 48 tuổi, ngụ tại phường Thạch Quý. Hai bệnh nhân này đã được cách ly tập trung trước đó. Trước đó, sáng ngày 12 tháng 6, tỉnh Hà Tĩnh thiết lập vùng cách ly y tế theo chỉ thị 16 toàn xã Thạch Kim và 6 tổ dân phố tại thị trấn Lộc Hà gồm tổ dân phố Xuân Hòa, Phú Nghĩa, Trung Nghĩa, Phú Mậu, Phú Xuân và Xuân Hải sau khi phát hiện 3 ca bệnh mắc COVID-19. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Thọ cũng đã quyết định tạm phong tỏa công ty may mặc xuất khẩu Apparel Tech đóng tại xã Tùng Ảnh sau khi công ty này có một trường hợp là F1 của ca mắc COVID-19 tại huyện Hương Sơn được công bố ngày 12 tháng 6. Công ty này có 900 công nhân. Sau khi bị phong tỏa, tất cả các công nhân được đưa đi cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.